Gian bếp mẹ tôi xin chào và kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và an lành. Món bún bò xào ăn kèm với các loại rau sống rất là thích hợp cho thời tiết nóng bức vào mùa hè. Để làm món này thì trước tiên gian bếp mẹ tôi sẽ thái thịt bò nha. Đập dập sả cây và sắc lát mỏng. Sau khi sắc sả xong thì gian bếp mình tôi sẽ bầm nhuyễn sả như thế này. Cho vô thịt bò. Chừa lại một ít để lát nữa mình phi lên mình xào thịt nha. Cắt hành tây muối câu như thế này. Hành tím và tỏi băm nhuyễn. Chừa một ít lại để lát mình phi. Cho bếp mình tôi cho một ít hạt nêm. Một ít muối. Một ít dầu hào. Chút xíu nước mắm, dầu ăn, ít tiêu. Sau đó gian bếp mẹ tôi sẽ trộn đều lên và để khoảng chừng nửa tiếng. Cả các loại rau sống và rau thơm thì mình sẽ thái khúc như thế này. Bây giờ gian bếp là tôi chuẩn bị xào thịt bò. Để cho một ít sả bằm, tỏi và hành tím vào phi cho thơm. Bò sắp chín rồi, bây giờ gian bếp được tôi chuẩn bị cho hành tây vào đảo sơ và bắt đầu mình có thể ăn được rồi.
Mình có thể ăn nước mắm với ớt không, không cần tỏi cũng được nha cả nhà. Wow, hấp dẫn quá. Bây giờ gian bếp mẹ tôi sẽ chuẩn bị cho một cái tô bún của mình nha. Trước tiên là gian bếp mẹ tôi sẽ gắp bún nè. Oh no, hình như là cho rau chứ. Đó, đây, các loại rau thơm, rau xà lách, giá, bún lên. Và không thể nào thiếu đậu phộng. Rồi, bây giờ có thể là mình cho nước mắm vào. Nước mắm ớt tỏi đây. Quá ngon phải không cả nhà?